Yantang santang padang abhisamincha sakko juce sujuce suacho chan samudo anatimani santun sako ce subharo. Giờ này sư sẽ giới thiệu sơ về thiền trong Phật giáo để cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Khi đó chúng ta tìm hiểu rồi chúng ta sẽ tu tập để chúng ta tăng thêm cái niềm tin để trong lúc chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thì trong giáo pháp của Đức Phật có hai loại thiền phổ thông mà Đức Thế Tôn còn tại thế ngài đã thuyết giảng. Thì hai loại thiền mà Đức Phật dạy đó, thiền thứ nhất gọi là thiền samadhi, gọi là thiền chỉ, thiền thứ hai là thiền vipassana, gọi là thiền quán. Thì khi mà chúng ta hành thiền á, thì chúng ta phải hiểu Đức Thế Tôn đã dạy như thế nào. Thì sư thấy rằng á, nếu mà chúng ta đến với giáo pháp này đó, mà chúng ta không có học pháp, mà chúng ta tự hành theo cái sự suy tư của mình, cái sở thích của mình, thì như vậy nó sẽ nguy hiểm cho mình. Cho nên người cư sĩ chúng ta không có rơi vào hai cái cực đoan. Một là chúng ta không có, nên là chúng ta học pháp là chúng ta không hành pháp. Đó cũng là một cực đoan. Nếu mà chúng ta học pháp mà chúng ta không hành pháp thì giống như cái người mà chăn bò mướn, họ chỉ biết lùa bò ra ngoài cánh đồng ăn cỏ rồi họ lùa về mà họ không hưởng được cái hương vị của sữa bò. Thì như vậy cái người đó cũng không có hưởng được cái hương vị của giáo pháp. Và cái cực đoan thứ hai đó, có một số người tha thiết để tu tập nhưng mà chúng ta không tìm hiểu rõ phương pháp, chúng ta đụng đâu chúng ta tin đó, ai dạy sao thì chúng ta nghe như vậy đó. Chúng ta thực hành không có được đúng đắn, lâu ngày chúng ta sẽ mất cái niềm tin và chúng ta không thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa. Nên chúng ta tu tập là chúng ta phải học pháp và chúng ta hành pháp, phải có sự song đo với nhau. Thì trong giáo pháp của Đức Phật á, thì gồm có pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là gì? Tức là tam tạng kinh điển, bộ tạng kinh, bộ tạng lực và bộ tạng vi diệu pháp và sớ giải của những vị a la hán. Đó là pháp học. Như thế nào gọi là pháp hành? Pháp hành tức là giới định tuệ, hay là chúng ta nói về bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là pháp hành. Như thế nào gọi là pháp thành? Tức là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì giáo pháp của Đức Phật thì gồm có pháp học, pháp hành và pháp thành. Hôm nay sư sẽ giới thiệu về thiền trong Phật giáo. Khi chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật là chúng ta phải tìm hiểu về cái phương pháp thiền. Vì chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn ngài cũng hành thiền nên ngài trở thành vô thượng chánh đẳng giác, và những bậc thánh tu đầu quần, tu đà hàm, anh hàm và anh hán thì các vị này cũng tu thiền nên các ngài mới đạt được dòng thánh. Thì bây giờ chúng ta muốn giải tỏa được phiền não đau khổ trong cuộc sống này, chúng ta muốn cho tâm mình được thanh tịnh, loại bỏ được tham sân si, và chúng ta đạt đến dòng thánh thì chúng ta cũng phải hành thiền. Vì lẽ đó mà hôm nay sư sẽ giới thiệu về thiền trong Phật giáo để người cư sĩ chúng ta hiểu rồi chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật, thì như vậy chúng ta sẽ được an vui.
Thì thiền của Đức Phật á, thiền thứ nhất gọi là thiền Samadhi, thì Đức Thế Tôn ngài thiết trong 45 năm. Trong Tam Tạng kinh điển thì gồm có 40 đề mục. Thì trong 40 đề mục thiền định của Đức Phật á, thì gồm có 10 đề mục Kasina. Thì 10 đề mục Kasina đó là gồm có đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng, tức là 10 đề mục Kasina Đức Thế Tôn đã nhận. Rồi 10 đề mục quán bất tịnh, thì trong 10 đề mục quán bất tịnh đó, thì gồm có như là cái đề mục tử thi chết 1 ngày 2 ngày 3 ngày bị xương phồng lên. Chúng ta tu tập thiền định có thể chúng ta lấy cái tử thi này để làm cái đối tượng của thiền định. Rồi lại nữa, cái đề mục thứ hai đó là cái tử thi bị chết bị chuyển sang cái màu xanh tím, chúng ta lấy đó làm cái đối tượng đề mục để chúng ta tu tập thiền định. Rồi cái đối tượng thứ ba đó là cái tử thi bị chảy mũ, chúng ta lấy đó làm đối tượng để tu tập thiền định. Và cái đối tượng thứ tư tức là cái tử thi bị đứt ra từng đoạn và rải rác khắp nơi, đó là cái đề mục thứ tư để chúng ta lấy cái tử thi này chúng ta làm đối tượng chúng ta tu tập thiền định. Và cái đề mục thứ năm đó, quán bất tịnh đó, tức là cái tử thi bị giả can hay là các loài quạ kênh kênh nó cắn xé và nó tha rải rác khắp nơi, đó là cái đề mục thứ năm. Và cái đề mục thứ sáu là cái tử thi bị chặt đầu chặt tay chặt chân bị đứt lìa với nhau, chúng ta lấy đó làm cái đề mục để chúng ta tu tập thiền định. Cái đề mục thứ bảy đó là chúng ta lấy cái đề mục tử thi đó, đó là cái tử thi bị đâm thủng nhiều nơi. Và cái đề mục thứ bảy đó tức là chúng ta xin lỗi, đề mục thứ tám tức là chúng ta sẽ tu tập, nếu mà chúng ta tu tập quán bất tịnh đó, đề mục thứ tám là cái tử thi bị chảy máu lênh láng. Và cái đề mục thứ chín là cái đề mục tức là cái tử thi bị dòi ăn. Và cái đề mục thứ 10 á, là cái tử thi chỉ còn cái bộ xương. Thì đây là 10 cái đề mục quán bất tịnh để chúng ta lấy đó làm cái đối tượng để tu tập thiền định. Rồi cái tiếp nữa là Đức Phật dạy đó, 10 cái đề mục tùy niệm. 10 đề mục tùy niệm là gì? Tức là một là niệm Phật, hai là chúng ta niệm Pháp, ba là chúng ta niệm Tăng, bốn là chúng ta niệm giới, năm là chúng ta niệm thí, sáu là chúng ta niệm thiên, bảy là chúng ta niệm chết, tám là chúng ta niệm niết bàn, chín là chúng ta niệm 32 thể trường, và 10 là chúng ta niệm hơi thở. Thì đây là 10 cái đề mục tùy niệm mà Đức Thế Tôn dạy để chúng ta tu tập thiền định. Thì nãy giờ sư liệt kê ra đó, thì gồm có 10 đề mục ca si ná và 10 đề mục quán tử thi và 10 đề mục tùy niệm. Thì chúng ta thấy rằng gồm có 30 đề mục. Và lại nữa, Đức Phật dạy chúng ta tu tập thiền định có thể là chúng ta tu tập về những cái đề mục như là từ vô lượng tâm, biêu vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Như vậy là 34 đề mục. Và bốn cái đề mục vô sắc đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Như vậy là 38 cái đề mục của thiền định. Và lại nữa, có hai cái đề mục nữa là chúng ta tu tập, chúng ta quán về cái sự bất tịnh của vật thực, đó là đề mục thứ 39 và cái đề mục 40 đó, tức là chúng ta quán về, chúng ta phân tích về
tứ đại. Thì như vậy tức là 40 đề mục thiền định mà Đức Thế Tôn còn tại thế ngài đã dạy. Thì trong 40 đề mục này đó, thì Đức Thế Tôn ngài cũng có dạy gồm có 6 cá tánh. 6 cá tánh để chúng ta chọn những cái đề mục của thiền định chúng ta tu tập cho nó phù hợp. Tức là 6 cá tánh đó là gì? Tức là tham, sân, si, tầm, tính, tuệ. Thì mỗi người chúng ta đó, nói chung ai cũng có những cái tâm này. Nhưng mà trong cái 6 loại tâm này đó, thì cái nào nó mạnh thì chúng ta thuộc về cái tánh đó. Thì đối với người cá tánh tham thì có thể tu tập về 10 đề mục quán bất tịnh và một cái đề mục quán 32 thể trược, tức là có cá tánh tham. Và những người có cá tánh tham thì không nên tu tập những cái đề mục như là từ bi hỷ xả, hay là tu tập những đề mục như là xanh vàng đỏ trắng. Vì có những người mà có cá tánh tham đó, mà tu tập về những cái đề mục này sẽ không phù hợp. Chẳng hạn như cái người mà có sự dính mắc nhiều, tham đắm nhiều, thì khi tu tập tâm từ đó, thì cái tâm từ thì luôn nhìn vào cái đẹp cái tốt của người khác, mà cái tâm tham nó cũng nhìn vào cái đẹp cái tốt của người khác. Thì nhân lúc mà cái người có cái tấm tham nhiều mà tu tập tâm từ đó, thì tâm từ nó len lỏi và cái người đó khó có thể nhận biết được, và cái người này khó có thể đắc thiền. Nên người mà có cái tấm tham thì chỉ phù hợp với những cái đề mục như là 10 đề mục quán bất tịnh, tử thi và cái đề mục quán 32 thể trược. Còn cái cá tánh thứ hai đó, tức là cá tánh sân đó, thì phù hợp với những cái đề mục như là từ bi hỷ xả và xanh vàng đỏ trắng. Thì cái người có cá tánh sân đó, hay nóng nảy bực mình khi mà gặp cảnh trái ý nghịch lòng đó, thì nên tu tập những cái đề mục này. Chẳng hạn như tu tập tâm từ, có cái tâm mát mẻ thương yêu tất cả hữu tình chúng sanh, và cái tâm thường khởi lên cái tình thương như vậy. Và cái người mà có cá tánh sân á, thì tu tập về những cái đề mục này đó, thì sẽ dẹp bỏ được tâm sân và dễ dàng đắc thiền. Mà người mà có cái cá tánh sân á, thì không có phù hợp để tu tập về như là quán 32 thể trược hay là 10 đề mục tử thi. Thì khi mình nhìn vào những cái đối tượng cấu quế này nè, thì cái người này có thể dễ dàng phát triển tâm sân, thì cái người này khó mà nhiếp phục được năm triền cái mà có thể đắc được thiền. Là cái người mà có cá tánh si thì nên tu tập quán về hơi thở. Thì khi mà cái người có cá tánh si, chẳng hạn như si phóng dật hay si hoài nghi đó, thì cái tâm hay là chạy theo trần cảnh, bắt cảnh này cảnh kia, thì an trú vào hơi thở thì để dẹp bỏ được cái sự tán loạn của tâm và dễ dàng để nhiếp phục tâm. Thì cái người mà có cá tánh si thì sẽ phù hợp tu tập về cái đề mục hơi thở. Và cái người mà có cá tánh si thì không có phù hợp đối với những cái đối tượng như là niệm chết, niệm niết bàn, hay là phân tích tứ đại, hay là niệm về vật thực. Thì những đề mục này đó, phải người phải có trí tuệ, có cá tánh gọi là nghiêng về trí tuệ mới tu tập, nó mới phù hợp. Và cho nên người có cá tánh si thì tu tập quán về hơi thở sẽ phù hợp. Và lại nữa, cái cá tánh thứ tư, cái người mà có cá tánh tầm, cái tâm mà thường phân chia theo trần cảnh, tìm kiếm về các đối tượng như là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp để làm cho tham sân si sinh khởi, thì cái người này cũng phù hợp với cái phương pháp tu tập hơi thở. Rồi lên nữa, cái cá tánh tiếp theo đó, cái người mà có cái cá tánh tính và có niềm tin mạnh đó, thì sẽ phù hợp với những cái đề mục như là niệm Phật, niệm Pháp,
niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Vì cái người mà có niềm tin nơi tâm bảo và nghiệp và quả có nghiệp thì tu tập những cái đề mục này nó sẽ phù hợp. Cho nên nữa, cái người mà có cá tánh giác thì cái người này sẽ phù hợp với những cái đề mục như là niệm chết, niệm niết bàn, hay là phân tích thứ đại, hay là quán về cái sự bất tịnh của thực phẩm. Thì đó là sự trình bày về những cái cá tánh để cho chúng ta hiểu. Đó là theo sáu giả giải thích, tức là có thể là chúng ta chọn trong những cái đề mục hợp với cá tánh mình để mình tu thiền định. Còn những cái đề mục còn lại đó thì sẽ phù hợp cho tất cả cá tánh. Chẳng hạn như những cái đề mục nào phù hợp cho tất cả cá tánh, như là đề mục đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng. Đề mục, những đề mục này phù hợp cho tất cả cá tánh. Và những cái đề mục như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì trong những đề mục này sẽ phù hợp cho tất cả mọi người. Thì đó là sư chia sẻ cho cái hội chúng mình hiểu. Thì khi chúng ta tu tập mà chúng ta muốn đắc thiền hay đắc đạo thì chúng ta phải có đầy đủ bốn yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải ở một cái trú xứ thích hợp, tức là cái trú xứ đó nó phải yên tịnh, không có ồn ào quá. Chẳng hạn giờ chúng ta tu thiền định hay thiền quán mà chúng ta gần những cái môi trường, những cái nơi mà họ ca múa, họ ăn chơi cát tán, thì cái nơi đó chúng ta không thể nào hành thiền được. Nếu mà chúng ta mới bước đầu tu tập thì chúng ta phải có một cái trú xứ thích hợp. Thứ hai là chúng ta phải thân cận người thích hợp, tức là phải có một vị thầy tốt, giỏi về pháp học và pháp hành. Và chúng ta hay là chúng ta thân cận những người bạn lành, bạn tốt, và những cái người đó mà người ta khuynh hướng về cái sự tu tập. Chứ chúng ta sống gần những cái người mà họ không có tha thiết để mà thực hành giáo pháp của Đức Phật, họ sống bằng cách buông lung, giải đãi, tâm họ lúc nào cũng ồn ào náo động, thì chúng ta gần gũi với người này chúng ta tu không có tiến bộ được. Nên cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải thân cận người thích hợp. Thứ ba là vật thực phải thích hợp, tức là chúng ta đó, tu tập mà chúng ta muốn đạt thiền, đạt đạo đó, thì chúng ta ăn những cái thực phẩm nó phải phù hợp với cơ thể mình, cơ thể mình nó khỏe mạnh và không có bị ngứa ngán. Nhưng mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà nó không phù hợp đó, thì có thể chúng ta bị bệnh hoạn, như là chúng ta bị phong, chúng ta bị kiết lỵ, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu đó. Cơ thể chúng ta nó không có được ổn định, chúng ta khó mà để tập trung, chúng ta tu thiền được. Cho nên cái thực phẩm cũng quan trọng. Nghĩa là thứ ba, yếu tố thứ ba là thực phẩm phải thích hợp. Và thứ tư nữa là đề mục phải thích hợp. Tức là khi mà chúng ta có đề mục thích hợp thì chúng ta tu tập trước sau thì chúng ta cũng đạt được thiền hay đạo. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn cùng tại thế thì Ngài biết được mọi cá tánh của chúng sanh, nên Ngài cho cái đối tượng nên chúng sanh đó tu tập dễ dàng để đắc thiền hay đắc đạo rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta phải cần hiểu rằng chúng ta muốn đạt thiền hay đắc đạo, chúng ta phải đầy đủ những yếu tố, một yếu tố này. Thì trong 40 đề mục thiền định đó, thì chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đó, có những đề mục nào mà chúng ta tu tập chúng ta chỉ đắc được cận định thôi, chúng ta không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền. Và có những đề mục nào chúng ta tu chúng ta chỉ đắc được sơ thiền thôi, chúng ta không được đắc được những tầng thiền cao hơn nữa. Chẳng hạn như trong 40 đề mục đó, thì có 10 đề mục chúng ta tu tập chúng ta chỉ đạt đến cận định thôi, chúng ta không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì 10 đề mục nào? Đó là 10 đề mục như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Niết Bàn, niệm Chết. Chúng ta phân tích về tứ đại, chúng ta niệm về vật thực, về cái sự bất tịnh của vật thực. Thì 10 cái đề mục này chúng ta tu tập, chúng ta chỉ đạt đến cận định thôi, chúng ta không có đạt được sơ thiền hay là nhị thiền. Rồi có những đề mục chúng ta tu tập, chúng ta chỉ đạt đến sơ thiền thôi, chúng ta không đạt đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền.
những đề mục nào chúng ta tu tập chúng ta chỉ đạt đến gọi là sơ thiền, mà chúng ta không đạt được những cái thiền cao hơn, đó là những đề mục như là 10 đề mục chúng ta quán tưởng thi và chúng ta quan sát về 32 đại trường. Thì trong 10 đề mục này đó, chúng ta tu tập chúng ta chỉ đạt được sơ thiền thôi. Để có những đề mục chúng ta tu tập chúng ta đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà chúng ta không đạt được ngũ thiền. Chẳng hạn như những đề mục như là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm và hỷ vô lượng tâm. Thì những cái đề mục này chúng ta chỉ đạt đến gọi là tứ thiền thôi, chúng ta không đạt được ngũ thiền. Nhưng mà chúng ta đề cập theo bên dụng pháp thì ngũ thiền, nhưng mà đề cập những tạng kinh thì năm thiền. Tứ thiền. Thì khi mà chúng ta nói theo tạng phi diệu pháp thì chúng ta tu tập từ bi hỷ thì chúng ta đạt được tứ thiền thôi, không đạt được ngũ thiền. Và có những đề mục á, chúng ta có thể đạt được từ sơ thiền và chúng ta đạt đến ngũ thiền luôn. Đó là những đề mục nào? Đó là 10 đề mục Kasina. Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Và cái đề mục quán hơi thở mà chúng ta đạt từ sơ thiền đến ngũ thiền. Và cái đề mục mà xả vô lượng tâm, chúng ta cũng có thể đạt được ngũ thiền. Nhưng mà chúng ta muốn đạt được cái thiền gọi là xả vô lượng tâm là chúng ta phải tu tập từ bi hỷ, chúng ta đắc được tứ thiền. Và khi đó chúng ta mới chuyển sang cái đề mục xả vô lượng tâm để chúng ta tu tập để chúng ta đạt được ngũ thiền. Chúng ta phải cần hiểu cái đề mục nào chúng ta tu tập và đạt đến kết quả như thế nào, chúng ta phải nắm rõ. Và khi mà chúng ta đắc được tới ngũ thiền mà chúng ta muốn đạt được cái thiền vô sắc thì tiếp tục chúng ta phải tu tập những cái đề mục như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt được những cái thiền vô sắc. Thì đó là sự giới thiệu về 40 đề mục thiền định mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Thì khi mà chúng ta tu tập thiền định á, lợi ích như thế nào? Khi mà chúng ta tu tập thiền định mà chúng ta chứng được những cái tầng thiền đó, thì cái lợi ích thứ nhất là chúng ta sẽ nhập thiền, chúng ta hưởng cái sự an lạc trong thiền. Có thể chúng ta nhập thiền 1 tiếng, 2 tiếng tùy theo cái hành giả tu tập. Và cái lợi ích thứ hai đó, khi chúng ta đạt được thiền định đó, có thể chúng ta luyện ngũ thông, chúng ta luyện thần thông. Và cái lợi ích thứ ba có thể là chúng ta sẽ làm nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Và cái lợi ích thứ tư đó, là cái thiền định để giúp cho những bậc thánh để nhập thiền quả. Và cái lợi ích thứ năm là giúp cho những bậc thánh anh hàm và anh hán để nhập diệt thời tiến định. Đó là cái lợi ích của thiền định mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Thì chúng ta tu tập đó, mà chúng ta thấy rằng ngoài 40 đề mục này thì chúng ta biết rằng mình không phải tu thiền của Phật giáo, mà chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu về cái thiền trong Phật giáo, đó là thiền Vipassana, thiền cốt lõi trong Phật giáo mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời. Mục tiêu của ngài là truyền bá về cái thiền Vipassana. Thì thiền Vipassana đó, thì trong Tam Tạng kinh điển, thì trong cái kinh Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh có 2 cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài giảng về cái phương pháp thiền Vipassana, gọi là thiền quán hay còn được gọi là thiền tĩnh niệm xứ. Ngài dạy một cách rõ ràng và chi tiết để chúng ta dễ nắm bắt và chúng ta thực hành. Thì trong bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10, đó là kinh niệm xứ. Bài kinh số 22, Trường Bộ Kinh, đó là bài kinh đại niệm xứ. Thế thì đâu ngài đã dạy cho chúng ta cái cách tu tập thiền Vipassana. Thì cái thiền Vipassana đó, tức là thiền quán, là chúng ta tu tập, chúng ta quán về thân, thọ, tâm và pháp. Nên trong bài kinh niệm xứ hay là đại niệm xứ, Đức Thế Tôn ngài dạy: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí,
chứng ngộ niết bàn đó là bốn niệm xứ. Như thế nào là bốn? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là bốn niệm xứ. Thì như vậy trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Thế Tôn ngài có dạy chúng ta tu tập về thiền vipassana, tức là chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đây là bốn cái đối tượng giúp cho chúng sanh quan sát để nhận thức được thân và tâm này, danh và sắc này, năm uẩn này là vô thường, khổ vô ngã, để nhàm chán ly tham đạt đến tứ đạo tứ quả niết bàn, chấm dứt cái sự tái sinh. Thì đây chúng ta thấy rằng thì vipassana đó, tức là chúng ta tu tập khi mà đạt đến kết quả thì chúng ta sẽ đạt được tứ đạo, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Chúng ta đạt đến niết bàn và chấm dứt cái sự tái sinh, không còn luân hồi trong tam giới nữa. Thì cái mục tiêu của thiền vipassana là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Phật giáo có hai loại thiền, đó là thiền samadhi và thiền chỉ. Thiền thứ hai là thiền vipassana và thiền quán. Thì thiền chỉ trong Phật giáo cũng có và ngoài Phật giáo cũng có. Và thiền quán chỉ có Phật trong Phật giáo và không có ngoài Phật giáo. Và ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta đạt được thiền định, hay là chúng ta tu tập được, chúng ta tu tập thiền quán, thiền tứ niệm xứ, thì hai loại thiền này cũng hỗ trợ cho nhau, nhưng mà tùy theo cái cá tính của mọi người đó, thì có thể chúng ta chọn tu thiền định trước và chúng ta sẽ tu thiền vipassana, thiền quán sau, hay là có thể chúng ta trực tiếp chúng ta tu thiền vipassana. Thì trong hai loại thiền này đó, thì chúng ta thấy rằng có sự khác biệt như thế nào trong lúc chúng ta tu tập. Thì trong hai loại thiền này đó, chúng ta tu tập thiền định đó, là chúng ta chỉ chọn một cái đề mục của thiền định và chúng ta tập trung cao độ để chúng ta an trú tâm vào một cái đối tượng duy nhất và để chúng ta chứng được thiền hữu sắc và vô sắc. Còn khi mà chúng ta tu tập thiền quán thì không phải là chúng ta tập trung vào một cái đối tượng duy nhất, mà cái đối tượng của thiền quán là chúng ta quan sát cái đối tượng lưu động. Và chúng ta tu tập thiền quán để chúng ta thấy rõ được cái tính chất của danh và sắc. Chúng ta thấy được cái tính chất riêng của danh và sắc. Chẳng hạn như là thân này gồm có đất, nước, lửa, gió, để chúng ta cảm nhận được cái thực tánh của đất như thế nào, lửa như thế nào, gió như thế nào, nước như thế nào. Và chúng ta cảm nhận được cái tâm của chúng ta, tâm tham, tâm sân, tâm vô sân, hay là tâm thiện, tâm bất thiện, hay là những cái cảm giác của nội tâm chúng ta. Tức là chúng ta để quan sát để chúng ta thấy rõ được cái tính chất riêng của danh và sắc, rồi khi đó chúng ta sẽ thấy được cái tính chất chung của danh và sắc, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập á, giữa thiền định và thiền quán chúng ta thấy có sự khác biệt như vậy. Và cái nhân gần của thiền định á, tức là lạc, và cái nhân gần của thiền quán tức là định. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái thiền này, thiền định và thiền quán có sự khác nhau. Cho nên chúng ta hiểu được hai loại thiền này thì chúng ta có thể chọn những phương pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy, có thể chúng ta tu tập. Thì đó là sự trình bày, sự giới thiệu cho cái hội chúng mình đó. Sau này chúng ta tu thiền đó, thì chúng ta nên tìm hiểu
cho nó rõ ràng kỹ càng để chúng ta hãy tu tập. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái thiền Vipassana hay là thiền quán thì sẽ có những cái phương pháp như là chúng ta tu tập về niệm thân, chúng ta tu tập về niệm thọ, chúng ta tu tập về niệm tâm và chúng ta tu tập về niệm pháp. Thì những cái phương pháp tứ niệm xứ này đó, cái ngày thứ sáu tôi có chia sẻ cho hội chúng mình và hội chúng mình có thể vào để tìm hiểu. Và sư sẽ trình bày trên phương diện pháp học và sư trình bày trên phương diện pháp hành. Thì buổi sáng hôm nay, ai xin lỗi, cái buổi tối hôm nay là sư chia sẻ đến quý vị, sư giới thiệu sơ về thiền của Phật giáo, rồi sư sẽ tương tự tôi sẽ trình bày cho quý vị hiểu cái cách tu tập như thế nào. Thì bây giờ sư cũng sẽ dành cái thời gian lại cho các hội chúng mình và chúng ta có thể đặt câu hỏi, và trong cái hội chúng chúng ta sẽ vấn đáp cho cái buổi chia sẻ ngày đầu tiên có sự sống động hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-đu. Vậy bây giờ là mình tới phần hỏi đáp. Anh chị có câu hỏi nào liên quan tới phần chia sẻ của sư, liên quan tới pháp cũng như là tới thiền tứ niệm xứ, thì anh chị có thể đặt câu hỏi à. Anh chị có thể mở mic lên để đặt câu hỏi à. Hoặc là anh chị có thể nhắn vào khung chat à. Dạ sư, cho con hỏi là giả sử như bây giờ con thấy khi mà đi mà hãy cứ đến một cái buổi thiền nào, thì khi mà sư phụ ở trên hay là vị sư ở trên mà yêu cầu các anh chị bắt đầu nhắm mắt thiền thì gần như là automatic là sẽ thiền hơi thở, thì là thiền định. Thì cho con hỏi là ví dụ như trong quá trong thiền á, mà nãy sư có nói là những cái thiền định hồi nãy bốn cái đề mục thì gần như không phải là thuần túy của Phật giáo, mà chỉ có Vipassana thôi. Vậy nếu như mình thiền mà mình đi thẳng vô Vipassana luôn, thân thọ tâm pháp, thì có được không ạ? Con cảm ơn sư. Cảm ơn anh Danh. À thì con đi đây. Cho con đi. Dạ, dạ sư mở lại micro giúp con ạ. Ai sẽ xin trả lời câu hỏi cái chú vừa đặt câu hỏi. Thì trong cái cách tu tập á, thì chúng ta có thể trực tiếp chúng ta thực hành thiền Vipassana, gọi là thiền tứ niệm xứ. Thì trong cái bài kinh tứ niệm xứ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết trong cái sứ cứu rú, phần lớn là những người cư sĩ họ thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ. Tại vì những cái người trong cái sứ cứu rú họ hiểu được lời Đức Phật dạy, họ biết rằng chỉ có thiền Vipassana để giúp cho họ để chấm dứt cái sự tái sinh. Cho nên chúng ta có thể trực tiếp chúng ta đi thiền Vipassana. Và trong sanh tử luân hồi đó, thì Đức Phật cũng có dạy trong 31 cõi đó, thì trừ năm cõi ngũ tịnh cư thiên là chúng ta chưa có sanh về đó. Những năm cõi ngũ tịnh cư thiên là dành cho những bậc thánh a la hán, còn các cõi khác thì chúng ta đã từng tái sanh đến rồi. Tức là chúng ta muốn tái sanh về những cõi sắc giới hay là vô sắc giới là chúng ta phải đắc thiền, thì chúng ta cũng đã từng sanh về đó rồi, thì chúng ta cũng đã từng đắc thiền rồi. Thì ở đây đó, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta đó, tu thiền tứ niệm xứ Vipassana đó, để chấm dứt cái sự tái sinh. Vì khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì mới có thiền Vipassana. Và thiền Vipassana đó thì chúng ta thấy rằng thời Đức Phật những người cư sĩ họ tu, họ vẫn đạt đến tu đồ quần, tu đà hàm và tới a la hán. Và thậm chí bây giờ chúng ta thấy rằng ở nước Miến Điện đó, thì chúng ta đi qua bên đó là chúng ta thấy rằng phần lớn là những người cư sĩ và các sư đó thực hành tứ niệm xứ rất là nhiều. Chẳng hạn như là những cái trung tâm thiền lớn như là của ngài Mahasi
Ngài cũng dạy trực tiếp để tu tập về thiền tứ niệm xứ. Rồi sau này có những đệ tử của Ngài như là Ngài Upandita cũng dạy về cái phương pháp tứ niệm xứ, hay là thiền viện Siêu Minh. Thì khi mà sẽ đi qua bên Miến Điện á, cho thấy cái nước Quốc giáo thì phần lớn là họ thực hành tứ niệm xứ thường quán. Thì khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta quan sát thân thọ tâm pháp, thì lâu ngày chúng ta cũng sẽ có một cái sự định tâm. Mà cái định của thiền Vipassana được gọi là sát na định, là chúng ta cũng có thể nhận thức được vô thường, có vô ngã, là để chúng ta loại trừ được tham sân si và cho thể chúng ta đạt được tu được quần trên là hàm hóa lãi. Cho nên sư xin trả lời câu hỏi đó của chú là chúng ta vẫn tu tập thiền tứ niệm xứ mà chúng ta không cần đạt được các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền, hay là những cái thiền vô sắc. À, sư xin trả lời câu hỏi của cái chú vừa đặt câu hỏi cho sư. Dạ, cảm ơn anh Danh cho câu hỏi vừa rồi. À, có anh chị nào muốn đặt câu hỏi thêm cho sư Khánh Tuệ về pháp cũng như là về thiền tứ niệm xứ không ạ? Anh chị có thể bật mic và bật video để tương tác với sư. Bạch sư, tôi là Pitty. Tôi muốn xin sư giải thích là muốn chọn tâm đó, tại vì như vậy biết là tham hay sân hay si hay tầm hay tính. Trong con người thì tôi nghĩ là lúc chỗ nào cũng có, thì giờ bản thân tôi không biết chọn tôi là cái tâm gì nữa. Nếu mà nói tâm tham thì cũng không đúng, mà nếu tôi sân thì tôi lại cũng không đúng. Thì nếu mà nói không sân thì cũng có, nhưng mà tôi sân thì hình như tôi không thấy, ít lắm. Thì còn những cái kia thì tầm mới lại tính, chắc là tôi cũng tính nhiều. Tôi tin tưởng về chánh pháp, tôi tin tưởng về nghiệp, tôi tin tưởng về Đức Phật. Thì bạch sư, sư có thể dạy cho tôi biết là tôi nhận xét cái tâm tôi thế nào cho được rõ ràng, để mà để dễ dàng lựa cái những đề mục hành thiền cho được có kết quả không ạ? Đó, kính bạch sư. Thì trong mỗi chúng ta nó đều có những cái tâm này. Chúng ta vẫn có tham, chúng ta vẫn có sân, chúng ta vẫn có si, chúng ta vẫn có tầm, chúng ta vẫn có tính, chúng ta vẫn có tuệ. Trong sáu loại cá tánh này đó, thì trong cái tâm của chúng ta, cái nào nó nổi trội nhất mà nó thường sanh khởi. Chẳng hạn như là sư, ví dụ sư có các cá tánh tham nhiều, thì cái tâm tham nó thường nổi trội và nó thường sanh khởi trong tâm sư, và nó chi phối rất là mạnh hơn là tâm sân. Nó chi phối mạnh hơn là tâm si, và nó sanh khởi nhiều hơn là tầm, nó sanh khởi nhiều hơn là tính, sanh khởi nhiều hơn là tuệ. Thì trong lúc đó sư biết rằng sư là người có cá tánh tham. Có những người mà có cá tánh sân nhiều thì cái tâm sân nó nổi trội, nổi bật hơn những cá tánh khác. Thì như vậy có thể chúng ta tự suy tư ra, chúng ta sẽ hiểu được chính mình. Thì chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ hiểu được chính mình, chúng ta mới tu được. Chẳng hạn đối với tâm người khác, chúng ta chưa có tha tâm thông mà chúng ta không hiểu được tâm người khác. Nhưng mà đối với tâm mình sẽ hiểu được mình. Nếu mà chúng ta chịu quay lại, chúng ta chịu tĩnh lặng và chúng ta chịu quan sát, nhất là quan sát của tâm, chúng ta để ý coi trong cái đời sống của mình những cái loại tâm mà nó sanh khởi nhiều và nó sanh khởi thường xuyên, thì chúng ta biết là chúng ta khuynh hướng về các tâm đó. Mà xin trả lời câu hỏi của cô Vy Tý. Cảm ơn sư. Dạ, sadhu. Dạ, cảm ơn cô Vy Tý. Con thấy là có anh chị tên là Galaxy S9, thì không biết là anh chị có đặt câu hỏi gì không ạ? Anh Linh cũng muốn có câu hỏi à? Anh Linh có thể đặt câu hỏi à? Xin chào sư ạ. Sư cho con hỏi là như đối với cư sĩ như con hiện nay cũng đang thiền Vipassana ở nhà, thì đối với những người cư sĩ mà thiền Vipassana ở nhà thì có những lưu ý gì trong quá trình thiền ở nhà để đạt được cái sự lợi ích nhiều nhất ạ? Con xin cảm ơn sư. Khi mà chúng ta tu tập thiền tính niệm xứ,
nếu mà chúng ta biết ứng dụng trong cái đời sống đó, thì sẽ nghĩ nó nhiều lợi lạc vô cùng, do chúng ta có chịu cố gắng hay không, mà chúng ta có sự tha thiết hay không. Thì sẽ nghĩ rằng nếu mà người cư sĩ nào mà chúng ta được chịu ứng dụng thiền trong đời sống, chẳng hạn như là người cư sĩ chúng ta công việc bận biểu, chúng ta có nhiều trách nhiệm chúng ta phải lo, thì chúng ta không thể đến trường thường trường thiền, hay là chúng ta đến cái nơi theo cái ý mình để mình tu tập được, thì có thể chúng ta ứng dụng trong đời sống. Thì ngoài cái việc mà chúng ta làm việc xong rồi đảnh rang, thì có thể chúng ta hành thiền, tọa thiền một ngày hai thời hoặc là ba thời tùy theo cái khả năng của mỗi người. À, cái thời gian mà chúng ta không có tọa thiền thì có thể là chúng ta sẽ tập chánh niệm trong cái đời sống, chẳng hạn như là chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó, chẳng hạn như chúng ta niệm thân đó, à, chúng ta có thể giặt đồ, chúng ta quét nhà, à, chúng ta chạy xe, thì chúng ta vẫn chánh niệm, chúng ta quan sát từng cái cử chỉ quay nghi của mình, tay phải đưa lên biết rõ hay tay trái đưa lên biết rõ, chúng ta làm gì chúng ta biết cái đó, để chúng ta an trú tâm trong khoảnh khắc hiện tại, thì tâm mình không có tán loạn và chúng ta sẽ làm chủ được lời nói, tư tưởng và suy nghĩ. Và khi mà chúng ta ứng dụng, chúng ta chánh niệm trong đời sống, khi nào cái tâm chúng ta bực mình, chúng ta có thể tu tập tâm quán niệm sớm, chúng ta quan sát cái tâm sân đó. Thì khi chúng ta quan sát như vậy đó, thì cái tâm sân nó sẽ yếu dần và nó sẽ biến mất, mỗi ngày nó giảm. Và nói chung cái phương pháp tu tập chánh niệm sớm, nếu mà người cư sĩ chúng ta có thể biết cách để chúng ta ứng dụng trong đời sống, thì sẽ thấy lợi lạc vô cùng. Tại vì phần lớn chúng ta sống, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có tu tập chánh niệm sớm, thì tham sân khởi là chúng ta đồng hóa với tâm tham, là nó sai sử mình, nói năng, hành động, suy nghĩ, là đưa đến đau khổ cho mình, cho người. Là khi mà chúng ta sân giận, chúng ta bực mình, chúng ta không có tu tập chánh niệm sớm, chúng ta đồng hóa với tâm sân đó, là tâm sân nó sai sử mình, nói năng, hành động và suy nghĩ, là đưa đến đau khổ cho mình, cho người. Mà chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ thấy rõ được những cái phiền não này. Là phiền não mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy được thì nó sẽ giảm. Và chúng lâu ngày chúng ta sẽ thấy được cái sự nguy hiểm của ác pháp, nó khổ như thế nào, bằng cái chánh niệm và trí tuệ mình nhận thức được nó, quan sát được nó. Và khi chúng ta quan sát được phiền não, chúng ta có chánh niệm, chúng ta đang phát triển tâm thiện, thì mỗi ngày tâm thiện nó sẽ phát triển mạnh, và đời sống chúng ta nó sẽ an vui. Đó là chúng ta thường sống tâm thiện. Và cái tâm thiện mà chúng ta tu tập chánh niệm sớm cũng giúp cho mình đạt đến đạo quả, niết bàn trong tương lai, để chấm dứt cái sự tái sinh. Nên suy nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng trong cái đời sống của người cư sĩ chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu và chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. À, xin trả lời câu hỏi. Dạ, dạ sa đu sư. À, có một câu hỏi con cũng xin được phép đọc tiếp ạ. Đó là nhờ sư chỉ cách cơ bản nhất cho thiền sinh mới biết Vipassana. À, Vipassana có ý nghĩa là gì? Và khi thực hành tinh tấn trong đời này, sinh tử có thoát khỏi sinh tử luân hồi không ạ? Con xin chân thành cảm ơn sư ạ. Em suy nghĩ rằng khi mà để hướng dẫn để tu tập thiền Vipassana đó, thì suy nghĩ là phải cần có thời gian rồi chúng ta phải thực hành. Thì sư chỉ nói cái cơ bản, nếu mà chúng ta mới bước đầu tu tập Vipassana đó, chúng ta chưa biết cách để chúng ta quan sát về thân thọ tâm pháp một cách điêu luyện, thì bước đầu chúng ta nên quan sát hơi thở để chúng ta tập chánh niệm. Chúng ta lấy cái hơi thở vào, hơi thở ra, để chúng ta quan sát, để chúng ta tập cho chánh niệm mình nó được nhẹ bén. Thì trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở như vậy đó, thì trong lúc chúng ta ngồi đó, thì có suy nghĩ nó sinh khởi, thì chúng ta cũng tập quan sát suy nghĩ. Còn rồi chúng ta buông, chúng ta trở về hơi thở. Và chúng ta ngồi một lát thì cái đau nó sẽ sinh. Thì chúng ta buông hơi thở ra, chúng ta tập để chúng ta quan sát cái đau. Thì cái đau nó trở thành đối tượng, mà chúng ta tập quan sát. Thì bước đầu chúng ta phải tập quan sát những cái đối tượng thôi.
Thì trong ba cái đối tượng này nó nằm trong tứ niệm xứ, trong cái phần thân tứ niệm xứ thì có 14 đối tượng trong cái phần gọi là quán về hơi thở. Nó còn có dạy cho chúng ta đó. Niệm hơi thở tức là chúng ta quan sát hơi thở, tức là chúng ta đang tu tập về thân quán niệm xứ. Thì khi chúng ta ngồi mà chúng ta quan sát được những cái tư tưởng tâm chúng ta lộn động, chúng ta quan sát được, chúng ta ghi nhận được là trong lúc đó chúng ta đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Trong bài kinh tứ niệm xứ, trong cái phần tâm quán niệm xứ, Đức Phật dạy rằng tâm tóm loạn, biết rằng tâm đang bị tóm loạn, tức là chúng ta lấy cái tâm suy nghĩ đó làm đối tượng, chúng ta quan sát và chúng ta buông, nó trở về cái hơi thở. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta bị đau, tức là cái đau nó thuộc về thọ khổ. Mà trong cái phần gọi là thọ quán niệm xứ, Phật dạy chúng ta có chín loại thọ, trong đó có cái thọ khổ. Khi nào vị tỳ kheo có thọ khổ, biết rằng tôi đang có thọ khổ, tức là chúng ta lấy cái đau để chúng ta quan sát, chúng ta quan sát thọ khổ. Thì ba cái đối tượng này là ba cái đối tượng thô mà cho những người mới bắt đầu tu tập thiền tới niệm xứ. Thì khi mà chúng ta quan sát được ba đối tượng này rồi đó, thì sau này chúng ta mới thấy được buồn vui của tâm, thản nhiên của tâm, như là tham sân si, như là tâm thiện, như là vô tham vô sân trí tuệ. Thì những cái tâm này rất là vi tế, thì chúng ta phải có cần thời gian tu tập chúng ta mới thấy được. Thì trong lúc mà các vị tu tập á, mới bước đầu á, chúng ta tu thiền á, Vipassana gọi là thiền tứ niệm xứ, là chúng ta phải có thái độ đúng. Vì cái thiền định á, chúng ta có tà kiến, chúng ta tu chúng ta vẫn đắc thiền. Chúng ta có thân kiến, chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của tôi, cái tâm này là của tôi, chúng ta có thể chọn những cái đề mục thiền định chúng ta tu chúng ta vẫn đắc thiền. Chúng ta có cái thân kiến, chúng ta nghĩ rằng cái thân tâm này của tôi, chúng ta vẫn bố thí, chúng ta vẫn giữ giới được. Nhưng mà chúng ta còn một cái tư tưởng cho rằng thân tâm này là tự ngã của mình, chúng ta tu tứ niệm xứ chúng ta tu không được. Vì tu tứ niệm xứ là để phát sanh trí tuệ. Tu thiền định đó, tức là khi mà chúng ta đề cập theo pháp học đó, chúng ta lấy theo chi pháp gọi là cái sở hữu ekakkhata cekassika, tức là sở hữu nhất hành, để chúng ta phát triển cái sở hữu này để chúng ta đạt đến cái tâm mình định, định tâm để chúng ta chứng thiền. Còn khi mà chúng ta lấy chi pháp phân tích theo vị diệu pháp mà chúng ta tu thiền tuệ đó, tức là chúng ta đề cập đến cái sở hữu trí tuệ, chúng ta tu thiền quán để phát triển cái sở hữu trí tuệ. Trí tuệ chúng ta càng mạnh chừng nào để chúng ta nhận thức được cái thực tánh vô thường có vô ngã. Thì chúng ta mới bước đầu tu tập thì chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta phải có cái thông tin đúng, và chúng ta phải có một cái khái niệm là chúng ta hiểu rằng cái thân và tâm này nó là đối tượng thôi, nó không phải của mình. Cái thân này là đất nước lửa gió, nó cũng là đối tượng cho mình quan sát. Và cái tâm gọi là danh pháp, còn có tâm và tâm sở, tức là nó cũng là danh pháp, nó cũng là đối tượng giúp mình quan sát. Thì trong lúc mà chúng ta tu thiền á, tứ niệm xứ, trong lúc các vị theo dõi hơi thở, các vị biết rằng đây chỉ là đối tượng thôi, nó không phải của tôi. Thì như vậy chúng ta có thông tin đúng, chúng ta có cái sự cài đặt tâm đúng, chúng ta tu mới phát triển được cái thiền Vipassana. Và trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi suy nghĩ cũng vậy, chúng ta biết rằng cái suy nghĩ này chỉ là đối tượng thôi, nó phải của tu. Chúng ta có cái thông tin đúng rồi là chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ phát triển trí tuệ được. Hay là trong lúc chúng ta ngồi cái đau sinh khởi, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có thọ khổ, nó chỉ là đối tượng, mình quan sát nó hết sức là thoải mái. Thì chúng ta có một cái sự hiểu như vậy, chúng ta mới tu tứ niệm xứ được. Tại chúng ta tu tứ niệm xứ để chúng ta diệt đi cái thân kiến, mà cái thân kiến là cái nguyên nhân để nó thúc đẩy chúng ta làm điều ác. Trong đời sống này tại sao chúng ta lại khởi tâm sân, chúng ta lại khởi tâm tham, chúng ta lại khởi tâm si? Tại sao chúng ta phải làm những điều xấu? Vì chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của tôi. Cho nên ai mà xúc chạm tới cái thân này đó thì chúng ta sẽ tìm nhiều cách để chúng ta hại chúng sinh khác. Mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm này là của tôi, cái nỗi buồn này là của tôi, cái niềm vui này là của tôi, cái tư tưởng này là của tôi, cái sự nhận thức này là của tôi. Chúng ta luôn chấp vào như vậy, tức là chúng ta có thân kính, thân kiến, chúng ta tu đến niệm sớm được. Thì khi mà chúng ta hiểu trong những cái hiện tượng thân tâm, cho dù bất cứ hiện tượng gì sanh khởi, nó chỉ là danh và sắc,
thân và tâm là đối tượng giúp mình quan sát. Cho nên khi chúng ta có một cái sự hiểu đúng như vậy đó, thì chúng ta ngồi thiền tính niệm xứ, chúng ta thư giãn thoải mái, buông lỏng thân và tâm, thì những cái hiện tượng nào sanh khởi chúng ta cứ quan sát thôi. Mà chúng ta buông lỏng thân tâm ra, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra hết sức là thoải mái, không có điều khiển hơi thở. Chúng ta chỉ có bổn phận theo dõi thôi. Hơi thở vào, ra biết ra. Và trong lúc theo dõi hơi thở, có suy nghĩ đến chúng ta biết suy nghĩ đang có mặt, chúng ta quan sát, chúng ta buông. Chúng ta biết nó chỉ là đối tượng thôi, nó liên quan tới mình. Thì khi có cái đau đến, chúng ta cũng quan sát hết sức là thoải mái. Chúng ta biết nó chỉ là đối tượng thôi. Thì trong lúc chúng ta tu tứ niệm xứ thì lúc nào chúng ta cũng phải có đối tượng chúng ta quan sát. Mà khi có đối tượng chúng ta quan sát để gì? Để chúng ta phát huy chánh niệm. Nhờ có hơi thở để quan sát, để phát huy chánh niệm. Nhờ có cái đau quan sát để phát huy chánh niệm. Nhờ có suy nghĩ quan sát để phát huy chánh niệm. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ thì lúc nào cũng có đối tượng để chúng ta quan sát. Thì quan sát như vậy là chúng ta phát triển chánh niệm. À, phát triển chánh niệm lâu ngày thì chúng ta sẽ thấy được những cái hiện tượng nào đến là nó cũng ra đi. Hơi thở vào rồi cũng mất, hơi thở ra rồi cũng mất, nó sanh lên nó diệt. Suy nghĩ đến chúng ta quan sát mình thấy nó cũng mất. Cái đau sanh lên chúng ta thấy là quan sát là nó cũng mất. Để lâu ngày cái tuệ chúng ta đó, nó hiểu được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của Phật pháp. Thì nó tóm lại đó, khi mà chúng ta tu thiền quán tứ niệm xứ đó, là chúng ta sẽ nhận thức được vô thường khổ vô ngã và chúng ta sẽ đạt đến niết bàn để chấm dứt cái sự tái sinh. Cho nên tu thiền quán tức là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát, chúng ta bước từng bước để chúng ta đạt đến niết bàn để chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi. Nên người nào tu tứ niệm xứ là cái người đó đang thực hành lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Thế Tôn ngài đã luôn luôn ngài tán dương những người nào thực hành tứ niệm xứ. À, sẽ xin trả lời câu hỏi của Anh Danh cũng có đặt thêm một câu hỏi như thế này đó là trong kinh gốc Nikaya của Phật để lại, Phật có dạy phương thiền kháng thoại đầu hay phương pháp niệm Phật A Di Đà không ạ? Anh Danh bẩm sư ạ. Thì nãy sẽ có trình bày đó, trong 40 đề mục thì trong 4 đề mục mà sư có trình bày thiền định đó, thì trong đó thì sư không có thấy cái đề mục nào gọi là tháng thoại đầu hết. Thì cái tháng thoại đầu thì chúng ta tu là chúng ta đặt cái nghi tình, chẳng hạn như là cha mẹ chưa sanh ta ra ta là ai, khi mà cha mẹ sanh ta ra ai là ta, hay là muôn pháp về một về đâu. Thì những cái đề tài này nó không có nằm trong 40 đề mục của Đức Phật và cũng không có, chứ cũng không thấy nằm trong cái tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ là mình phải quan sát về thân, thọ, tâm và pháp. Thì sư thấy rằng không có cái phương pháp này nằm trong thiền định của Đức Phật và thiền tuệ của Đức Phật dạy. Còn cái phương pháp mà niệm Phật á, thì Đức Phật có dạy, nhưng mà Đức Phật dạy niệm về ân Đức Phật. Tức là trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta niệm về chính ân Đức Phật. Tức là Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato vân vân, thì trong chính ân Đức Phật ấy, thì có thể là chúng ta chọn một cái ân đức để chúng ta niệm. Chúng ta niệm mà chúng ta có thể xin ví dụ chúng ta niệm về cái ân đức chẳng hạn như Samma Sambuddho, thì cái nghĩa có nghĩa là Đức Phật chánh đẳng giác. Thì chúng ta niệm Phật là chúng ta hiểu được cái ân đức của ngài, chứ không phải là chúng ta kêu cái tên của ngài. Mà chúng ta nhớ chúng ta niệm Phật, chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn có cái ân đức như là Samma Sambuddho, tức là Đức Phật chánh đẳng giác, thì cái nghĩa là gì? Tức là Đức Phật ngài xuất hiện ở đời là một con người độc nhất, không có thầy chỉ dạy, tự ngài khám phá được tứ diệu đế và ngài đạt được tứ đạo tứ quả niết bàn đầu tiên trên thế gian này. Và khi đó ngài đã trở thành vô thượng chánh đẳng giác rồi đó, ngài mới truyền bá giáo pháp để phổ độ chúng sanh. Và chúng ta suy nghĩ về cái trí tuệ của ngài, và khi chúng ta suy nghĩ về cái sự trí tuệ của ngài đó, cái sự giác ngộ của ngài đó, thì khi đó tâm chúng ta quan hỷ và hỷ sanh định sanh, định sanh và tuệ sanh. Có nghĩa là chúng ta tu niệm Phật đó, Đức Phật dạy là chúng ta niệm ân đức của ngài.
Và khi mà chúng ta niệm về cái ân đức của Ngài đó, chúng ta đạt đến cận định. Và khi mà chúng ta đạt đến cận định rồi đó, thì khi đó chúng ta sẽ chuyển sang thiền quán. Chúng ta lấy cái cận định này để chúng ta chuyển sang thiền tính niệm xứ. Khi đó chúng ta sẽ quan sát về cái thân tâm này. Lúc đó chúng ta có thể đặt câu hỏi ai đang niệm Phật. Thì trong lúc đó chúng ta thấy chỉ có những cái trạng thái tâm. Chẳng hạn trong lúc mà chúng ta niệm cái ân đức Phật đi, thì có thể là định, cận định nó sanh, hỷ lạc. Thì trong lúc đó chúng ta sẽ phân tích được cái sự hỷ lạc hay là câu niệm ăn đức Phật này đó, tức là nó sanh lên, nó phải nương vào cái sắc ý vật, tức là chúng ta biết rằng cái sắc ý vật nó thuộc về sắc quẩn. Trong lúc mà chúng ta niệm Phật đó, chẳng hạn chúng ta có sự an lạc, chúng ta quan hỷ, chúng ta biết đây là thọ ổn, hay là chúng ta cố tâm để chúng ta niệm ăn đức Phật, chúng ta biết đây là hành quẩn, và chúng ta hiểu được cái ăn đức Phật đó, chúng ta nhớ như vậy, tức là chúng ta biết là tưởng quẩn, và chúng ta đang biết một cách đơn thuần như vậy, chúng ta biết đây là thức quẩn. Khi đó chúng ta dùng cái phương pháp thiền tứ niệm xứ để chúng ta thấy rõ được năm quẩn. Trong lúc này cũng không có ai niệm Phật, ăn đức Phật, cũng không có con người, cũng không có bản ngã. Trong lúc này chỉ có danh và sắc thôi. Để chúng ta nhận thức được vô thường của vô ngã của thân tâm này, chúng ta đạt đến giác ngộ. Chúng ta hiểu như vậy, tức là chúng ta niệm Phật không phải là Phật trước chúng ta, mà chúng ta niệm về cái ăn đức của Ngài để tâm chúng ta phát sinh một cái định tâm. Để chúng ta lấy cái nền tảng đó để chúng ta quan sát thân tâm này, tức là chúng ta chuyển sang thiền tứ niệm xứ để chúng ta nhận thức được tâm tứ, để chúng ta đạt đến niết bàn. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Nên trong Phật giáo vẫn có phương pháp niệm Phật, nhưng mà chúng ta niệm ân đức Phật, chính ân đức Phật, và chúng ta niệm Phật để đạt đến cận định làm nền tảng để chúng ta tu tứ niệm xứ, để chúng ta nhận thức được vô thường vô ngã, để chúng ta đạt đến niết bàn, chứ không phải là chúng ta niệm Phật để Phật rước chúng ta. Tại vì trong Phật giáo thì Đức Phật thuyết á, mỗi người chúng ta nó tạo cái nghiệp của mình, và chúng ta muốn giải thoát cũng vậy, chúng ta phải tự mình đi trên con đường bắt chánh đạo mà Đức Thế Tôn là dạy, thì chúng ta sẽ đạt đến sự giác ngộ. Và Đức Phật cũng không phải là những người ban phước và cứu rỗi. Sư xin trả lời câu hỏi của chú vừa nêu ra sư. Dạ, dạ sa đu sư. Con có nhận câu hỏi tiếp theo là của một người tham gia nhưng mà không có thấy tên ở trong đây. Đó là Bạch Sư, con xin có câu hỏi như sau. Con có nghe một bài giảng của một vị là sự rung lắc, ngã nghiêng khi ngồi thiền là do nghiệp. Khi đó thiền sinh chỉ quan sát chứ không chủ động điều khiển cho hết hiện tượng đó. Sư cho con được hỏi như vậy là có đúng không ạ? Thường thường chúng ta không nên cái gì cũng để thừa nghiệp, thì cái điều đó Đức Phật dạy như vậy cũng không đúng. Thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp có thể là do quá khứ chúng ta tạo là một phần, và có những nguyên nhân mà chúng ta tạo trong cái lúc hiện tại này. Chẳng hạn bây giờ cái gì chúng ta cũng để thừa nghiệp thì chúng ta không có sự nỗ lực. Chẳng hạn như cái người họ sống họ dễ vui, chẳng hạn như là họ lười biếng, họ không làm ăn, họ tự thừa là nghiệp do quá khứ mình không có bố thí nên là mình nghèo. Cái điều đó thì không thể chấp nhận được. Thì ở đây đó là chúng ta phải cần hiểu rằng á, mỗi cái gì nó sanh ra nó cũng đều có nguyên nhân. Chẳng hạn như trong cái sắc thân chúng ta cũng vậy, chẳng hạn như là cái thân chúng ta gọi là sắc pháp, mà sắc là do tâm tạo. Có những trường hợp sắc do tâm tạo, như là chúng ta sống với tâm thiện á, thì cái sắc pháp chúng ta, cái thân chúng ta, cái gương mặt chúng ta nhìn nó hiền hòa và nó dễ thương, dễ coi. Còn khi mà chúng ta sống với tâm sân, cái mặt chúng ta nhăn nhó, chúng ta đi cái tướng nó thô kịch, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi cái tướng thô kịch như vậy đó, tức là do tâm sân nó tạo. Và trong lúc mà chúng ta đi cái tướng thô kịch như vậy, tâm sân tạo ra, chúng ta đã thường nghiệp quá khứ thì được. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là sắc pháp do nghiệp tạo, tức là quá khứ mà mình đã từng chẳng hạn như làm cái điều ác, như là mình sân giận nhiều, đời này mình sinh ra mình xấu xí, hay là quá khứ là mình đã từng tu tập tâm từ, đời này mình sinh ra mình xinh đẹp, thì những cái đẹp cái xấu đó cũng có thể là do nghiệp quá khứ mình tạo. Thì những trường hợp này gọi là sắc do nghiệp tạo. Còn có những trường hợp đó,
cái thăng bằng đó xuất phát do thời tiết tạo. Chẳng hạn khi chúng ta sống trong một cái môi trường đó mà nó nắng quá, chúng ta đi nắng nhiều quá nên cái cơ thể chúng ta nó đen, da chúng ta nó sạm đó, con người chúng ta nhìn nó giống như cái người nó không được tươi. Thì những cái sắc pháp của thân thể chúng ta như vậy đó, tức là do thời tiết làm. Hay là chúng ta ở một cái môi trường nào đó mà nó lạnh quá, da chúng ta nó nhăn lại, người chúng ta cảm thấy nó khô. Và những người mà không hợp với thời tiết lạnh đó, họ ở cái da họ nhăn lại và họ ít uống nước đó, nên cái người họ nhìn họ khô. Thì những cái thân thể họ có những cái hiện tượng như vậy. Thì cái những cái sắc pháp đó thì do thời tiết tạo. Nên có những trường hợp mà sắc pháp do vật thực tạo, mà chẳng hạn chúng ta ăn những cái thực phẩm nào nó phù hợp với cơ địa mình đó, thì cái thân thể chúng ta nó tươi nhuận. Chúng ta ăn những cái thực phẩm nào mà không phù hợp, chúng ta bị ngứa ngáy, chúng ta bệnh hoạn, cơ thể chúng ta xanh xao, thì những cái trường hợp đó thì gọi là sắc pháp do vật thực tạo ra. Thì trong lúc chúng ta hành thiền á, khi mà chúng ta bị lúc lắc như vậy đó, mà chúng ta đã đổi thời nghiệp đó, thì sư không đồng ý. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ngồi chúng ta bị lúc lắc như vậy là do tâm chúng ta điều khiển mà chúng ta không biết. Chẳng hạn giờ sư nói ví dụ khi mà chúng ta đưa cái tay lên đó, đâu phải là cái tay nó đưa lên tự nhiên mà nó đưa lên đó, tức là cái tâm nó tác ý, tác ý nó muốn đưa thì cái tay nó đưa lên. Thì cái tâm nó đưa lên, muốn đưa lên đó, là nhân và cái tay chúng ta đưa lên là quả. Thì trong lúc mà chúng ta ngồi chúng ta bị lúc lắc nó thuộc về quả, mà cái sự lúc lắc là do tâm chúng ta nó tạo ra. Thì bây giờ chúng ta muốn ngồi thiền mà chúng ta muốn hết bị lúc lắc hay là ngã qua ngã lại đó, thì chúng ta phải kiểm tra coi tại sao. Nếu mà cái tâm chúng ta nó điều khiển thành thói quen thì chúng ta phải nhiếp phục, chúng ta phải quan sát, chúng ta nhiếp phục, đừng để cho cái sự lúc lắc nó tiếp diễn nữa. Hãy chúng ta ngồi mà chúng ta cứ lắc tới lắc lui thì chúng ta không thể nào có thể định tâm được, là chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi chúng ta phát triển trong thiền định hay thiền tuệ được. Cho nên những vị mà người ta tu có chánh niệm mà thuần tí, người ta ngồi rất là vững chãi. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta lắc nhiều là cái niệm chúng ta nó chưa có ổn định. Cho nên nó suy nghĩ rằng chúng ta phải kiểm tra lại, chúng ta không để cho tiếp tục như vậy. Mà chúng ta để thừa nghiệp á, mà chúng ta cứ để như vậy lâu ngày thì cái pháp hành chúng ta nó sẽ không có được tốt đẹp. Mà sư xin trả lời câu hỏi. Dạ, sa đu sư. Dạ, con còn câu hỏi từ chị Thanh Thảo ạ. Đó là con thưa sư, một hành giả thực hành tuần tự, đi từ thực hành thiền định chuyển sang thực hành thiền tuệ. Hành giả cần thực hành bắt đầu giai đoạn nào và cách phát triển trí tuệ trong pháp hành thiền tuệ? Sư xin sư chỉ dẫn cho con ạ. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền định là chúng ta chuyển sang thiền tín niệm xứ, thì tùy theo cái hành giả, có những người thì họ chỉ chứng sơ thiền, họ lấy đó làm nền tảng và họ sẽ chuyển sang thiền tín niệm xứ. Có những người thì họ sẽ chứng được nhị thiền, có những người chứng tam thiền, có những người chứng tứ thiền, hay là có những người họ đạt đến những thiền vô sắc rồi họ mới chuyển sang thiền tứ niệm xứ. Bây giờ sư chỉ lấy một cái thiền thứ nhất sơ thiền để sư sẽ trình bày cho các vị hiểu thôi. Khi mà chúng ta có thể đạt đến sơ thiền, thì khi mà chúng ta đắc được sơ thiền thì gồm có năm cái chi pháp đó, năm cái pháp đó là gì, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Thì nó gồm có năm chi này. Thì khi mà chúng ta chứng được cái thiền sơ thiền rồi đó, thì khi mà chúng ta muốn chuyển sang thiền quán thì có thể chúng ta lấy cái tâm thiền, hay là chúng ta lấy những cái chi thiền đó chúng ta quan sát để chúng ta thấy được những cái chi thiền này nó sanh lên như thế nào và nó diệt như thế nào, nó biến mất như thế nào. Thì khi mà chúng ta muốn thấy được như vậy là chúng ta phải thực hành tín niệm xứ. Tức là chúng ta chuyển sang thiền tín niệm xứ, chúng ta quan sát về tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Thì cái này nó thuộc về danh pháp, để chúng ta thấy được cái danh pháp này nó sanh lên, nó diệt, nó khổ như thế nào. Và khi mà chúng ta thấy rằng tầm, tứ, hỷ và lạc nó thuộc về danh pháp, tâm và tâm sở, thì nó sanh, nó phải nương vào sở pháp và là sở ý vật. Thì chúng ta quan sát để chúng ta thấy được năm muộn, để chúng ta nhận thức được nó có tính sanh, tính diệt, vô thường, để chúng ta nhàm chán được thân tâm, có thể chúng ta đạt được
sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì chúng ta muốn có trí tuệ đó, thì chúng ta cũng phải chuyển sang tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta thường nghe cái danh từ gọi là tam vô lậu học, tức là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì giới năng sanh định đó, định năng sanh tuệ là như thế nào? Khi mà chúng ta giữ giới, chẳng hạn như cư sĩ chúng ta giữ năm giới, thì giới chúng ta được trong sạch. Thì chúng ta muốn cho định sanh thì chúng ta phải tiếp tục để chúng ta tu thiền định, hay là chúng ta tu thiền tuệ, chứ không phải là chúng ta giữ năm giới rồi tự nhiên chúng ta có định tâm đâu. Mà chúng ta phải chọn những cái phương pháp thiền định này, tiếp tục chúng ta tu thiền định, hay là chúng ta tu thiền tuệ để chúng ta có sát na định, hay là cần định, hay là chúng ta đạt đến an chỉ định. Và khi mà chúng ta đã giữ năm giới trong sạch rồi đó, chúng ta mới phát triển thêm thiền định, là chúng ta tu thiền định, chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hay vi vi tưởng xứ. Và khi đó chúng ta lấy cái nền tảng của thiền định này đó, thì chúng ta mới chuyển sang thiền tứ niệm xứ. Và nếu mà chúng ta không tiếp tục để chuyển sang thiền quán tứ vipassana, thiền tứ niệm xứ, thì tuệ nó không sanh được. Nên Đức Phật dạy định năng sanh tuệ là chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta đạt đến thiền định rồi đó, chúng ta lấy định nó làm nền tảng, rồi chúng ta chuyển sang tứ niệm xứ để chúng ta quan sát. Và những chi thiền chúng ta quan sát về năm uẩn hay là danh và sắc này, để chúng ta nhận thức được vô thường của vô ngã, khi đó tệ nó sanh. Tệ nó sanh, nó thấy được vô thường của vô ngã, nó sẽ nhàm chán được thân tâm này đó, thì cái đó cái tệ siêu thế, tức là đạo quả nó sẽ sanh. Đó là sư xin trả lời câu hỏi. Mane sambhavaye aparimana undam adochatiriyanche asambhadam averam asapantam tinthan charam nisinnova sayano vigatamindo etam satim adinteya brahma metam viharam idamaho dintinche anupagamma silava dansanena sampanna kami suviniya gedam nahi jatu gambaseya.